Thì học chặt gà thì đi lấy vợ này. Con chào ông nhá. À con chào bà. Bà ơi. Bà ơi. Anh chặt đẹp đẹp rồi nhá. Nhá. Quay lại để học thì hôm sau lấy vợ còn đứt nối chặt gà chứ. Yến ơi, đĩa đâu? Còn đĩa không? Còn đĩa bầy gà không? Đi bầy bún ở đấy rồi thì đấy. Đây anh này, bầy đây này. Chặt đẹp này. Ngon đi. Chặt hơi xịn. Ghen gái rồi xem. Hôm nay gió lên cao. Gió to hả nhỉ? Mày tí nữa mày lấy dây mày buộc anh, buộc anh trở lại không có bay lên cao quá. Con này chặt cái đĩa đẹp. Đĩa bé, đĩa đấy con vừa mà đẹp mà đấy. Đó, đẹp mà. Chứ mẹ nó phao cầu rồi mà. Hả? Đĩa. Lá chanh đâu nhở? À, đừng có bãi lâu ra. À, chanh cho muối à? Đây rồi, đây rồi bạn. Đây rồi, đây rồi. À, chanh ở thớt này. Em mà chặt thì cứ phải khứa. Bà ấy còn đĩa không bà? Lấy đĩa để bày gà đi. Đây, anh băm ít ra chanh vào đây này. Dạ. Đi rồi đây. Cô
nó chấm luôn. Cái nào chấm đất là đi luôn. Các bạn vừa theo dõi video clip của Cổng Bờm TV. Nếu thấy hay thì hãy nhấn like và chia sẻ. Đặc biệt những ai yêu thích bờm thì hãy đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất của Cổng Bờm. Lời cuối cùng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người. Xin chúc mọi người thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.